Rồi chị, hôm nay em lên clip một con cái F1 sữa chữa lứa 3 nha anh chị. Chữa 3B thì tầm 5 tháng. Đó, thì dòng này thì mình nuôi ghép nuôi lấy sữa thì bao ngon anh chị. Bò thịt thịt cũng mấy triệu rồi. Đó, pin lực nha anh chị, chân thẳng trụ nha anh chị, cái đuôi chà bá luôn, thân lưng mập hết nói nha anh chị. Bò rất là hiền dạng, lưng thẳng đòn dài cấp mình hùng dạo nha anh chị, đúng bản đúng chuyện đó anh chơi đó, chân chân cẳng cối đúng chuyện đó anh chơi đó. Pin lực thì anh chị gần xa thích con bò F1 sữa mẫu độ này thì liên hệ số điện thoại em để trong hình, chiều cao thì mét ba mấy nha anh chị. Đó, khung tàn chân là kịch cọm nha anh chị, thẳng trụ đó anh chơi. Đó, bò này thì đuôi chà bá luôn, thì chữa 3B tầm 5 5 tháng anh chơi. Đó, thùng dạo cái thùng hết nấu luôn anh chơi, cái đòn dài sọc luôn. Đó, chân là móng sò, yếm dậu lạch phạch luôn anh chơi. Đó, mặt đẹp nha anh chị, sừng là sừng nu luôn. Nó sừng cui. Đó, cái thân lưng hết ga luôn. Yếm lạch phạch, chân là móng sò, kiền khú luôn. Đó, đúng là đúng chuyền. Cái này sữa hết nấu nha anh chị. Cái đuôi chà bá, lông nhuyễn da sát, lông sắc lẻm luôn anh chơi. Đó, thì con chị con em thì anh chị gần xa thích con bò nào thì liên hệ, mới thích bò chỗ này liên hệ trao đổi bò thịt anh chơi, có bò thịt lớn thì bán tết thì liên hệ.